Chào các bạn đang nghe chuyện Thánh Tâm Ma Ảnh, tác giả Ngoạn Long Sinh, thể loại kiếm hiệp, tập 3, Hồng Phấn. Hồng Y Nĩ cười nhạt nói, cơ trí của ngươi khá lắm, nhưng truy theo hay không là tùy ngươi, ai thích giá họa thì giá họa, ngươi bớt giở trò trước mặt ta đi. Bây giờ ngươi đi đến đâu, ta đi đến đó, xem thử ai khẩn trương hơn ai. Đôi mày của Hồ Sơn Phong chợt dựng lên, vẻ tươi cười trên mặt cũng biến mất, chẳng nói. Cô Lương, tại hạ nên thiền đó, cô Lương có đi được không? Hồng Y Nữ thản nhiên nói, tại sao ta không đi được chứ? Chẳng qua ta đã từng đến đó rồi sao? Hồ Sơn Phong cười cười nói, vậy thì tốt rồi, chỉ cần cô Lương có bản lĩnh xem tại hạ và Tiểu Thúy Hồng thân mật với nhau là được. Cô Lương, xin mời theo tại hạ. Nói đoạn chàng quay người định cất bước, ngọc diện của Hồng Y Nữ hơi ửng đỏ. Đột nhiên nàng quát lên, người đứng lại. Hồ Sơn Phong mới vừa qua nửa người, nghe vậy thì chàng quay lại mỉm cười nói, thế nào cô Lương có điều gì muốn chỉ giáo nữa? Hồng Y Nữ tròn xe mắt phụng, thân thái lạnh lùng, nàng nói, người dám? Nực cười. Hồ Sơn Phong bật cười rồi nói, phiền hoa đó là của Tiểu Thúy Hồng, cô ta lại là kỹ nữ trên sông Tần Hoài và là chỗ thân thiết với Hồ Sơn Phong này, tại hạ thân mật với cô ta trên thuyền cũng chẳng phạm vương pháp và cũng chẳng mời cô Lương đến xem. Hồng Y Nữ vừa xấu hổ vừa tức giận, sắc diện chuyển qua tái nhợt. Sau một xa hung quang, hữu thủ đột nhiên vung lên bật trường kiếm, nhưng cùng lúc đó thân hình yểu điệu thủ nữ của nàng chợt run lên, hai hàng lệ thương tâm bất giác chảy xuống. Nàng nói với giọng run run, Nam ca, muội đau lòng đứt ruột vì chàng, quyết chí thủ tiết vì chàng, bất kể cuồng phong hay bão vũ, mỗi lần muội đều dâng hoa thắp hương cho chàng, vượt ngàn dặm xa xôi chạy tới kim lăng này cũng vì chàng. Vậy mà chàng chẳng nhẫn tâm phụ muội như vậy. Hồ Sơn Phong thản nhiên mỉm cười nói, cô Lương, trên thế gian này có nhặt vàng nhặt bạc nhưng không có. Hồng Y Nữ nện mạnh gót hài xuống đất, hai đạo mộc quang vừa ân ái vừa bi phẫn nhìn thẳng vào mắt Hồ Sơn Phong. Nàng nói, Nam ca, chàng thật độc ác. Bỗng nhiên nàng quay ngoắt thân hình và phóng thẳng xuống dòng sông Tần Hoài đang cuồn cuộn chảy. Song mục của Hồ Sơn Phong đột nhiên hàn quang, thân hình chàng vừa động thì bỗng nhiên nghe giọng khàn khàn, vạch tầng không chuyển tới. A Di Đà Phật, cứ một mạng người hơn rơi bảy tầng phủ đồ. Sao hầu thí chủ còn chưa ra tay? Chưa dứt lời thì một bóng nam nước tới và năng không xuất thủ chụp lấy vai Hồng Y Nữ giật lại. Đồng thời người này còn mượn thế xuất tả thủ nhanh như chớp, đỡ dưới thắt lưng Hồng Y Nữ và quăng nàng vào bờ. Hồng Y Nữ vừa hạ chân lên bờ thì màu bóng nam cũng hạ xuống. Người này chính là Cuồng Hòa Thượng. Não ngưng thần nhìn Hồng Y Nữ một lúc rồi nói, cô Lương, thiên hạ chẳng có chuyện gì khó mà không giải quyết được. Thượng thiên còn có đức hiếu sinh, thân thể là nhận từ phụ mẫu, sao lại dễ dàng dùng hạ sách này? Hồng Y Nữ đưa tay áo lau ngấn lệ và ngẩng đầu lên, hai mắt của nàng đỏ hoe, nàng nghiến răng rồi lạnh lùng quát, Hòa Thượng, não chớ quản vào chuyện của người khác, ta không khóc, ta vì ai mà khóc, tại sao phải khóc, nệ ta, ta trải cạn từ lâu rồi, các người họp lại để khinh phụ ta. A Di Đà Phật, Cuồng Hòa Thượng vội chắp tay nói, nữ thí chủ tạm thời bớt nổi trận lôi đình, xem não tử nạp này là ai đây? Hồng Y Nữ cười nhạt nói, não có bị thiêu thành cho, ta cũng nhận ra, não chính là Hòa Thượng đi chung với Hạ Hầu Lam. Cuồng Hòa Thượng nói, không sai, nữ thí chủ, lão lạp là vị Hòa Thượng mà thí chủ gặp lúc nãy. Nhưng vị hầu thí chủ này không phải là Ngọc Diện Du Long, là thủ thần ma như nữ thí chủ nói. Hồng Y Nữ chăm chú nhìn Hòa Thượng với vẻ mặt nghi hoặc, nàng nói, Hòa Thượng, lão biết Ngọc Diện Du Long là thủ thần ma à? Cuồng Hòa Thượng nói, nữ thí chủ, lão nạp là Cuồng Hòa Thượng. Hồng Y Nữ à một tiếng rồi tỏ vẻ ngạc nhiên nói, lão là vị Cuồng Hòa Thượng du hí phong trần người đời gạo thế đó à? Cuồng Hòa Thượng nói, du hí phong trần cười đời ngạo thế thật, nhưng cuồng thì không phải của lão lạp. Hồng Y Nữ bất giác đỏ mặt, nhất thời nàng cúi đầu không nói gì. Một lát sau nàng ngẩng đầu lên rồi đột nhiên quét một quang nhìn quanh và ngạc nhiên vội hỏi,
Đại hòa thượng, Hầu Sơn Phong đâu? Cuồng hòa thượng nói, Lữ thí chủ, lúc nào buông tay được thì buông tay, chỗ nào tha người được thì tha người, vì hầu thí chủ đó đã sợ tội mà bỏ chạy rồi, cũng không biết là chạy đi đâu. Hồng y nữ chú mục quang nhìn hòa thượng và nói, đại hòa thượng, lão đã giúp hắn thì không nên ngăn cản ta. Cuồng hòa thượng nói, đệ tử Phật môn vốn có chút từ bi trong lòng, có lý nào thấy chết không cứu, lão nạp không giúp bất kỳ người nào. Hồng y nữ nói, vậy sao đại hòa thượng biết hắn không phải là Hạ Hồ Lam? A Di Đà Phật. Cuồng hòa thượng khẽ niệm Phật hiệu nói, ngày trước khi ngũ nhạc du hồn khoái chí, thí chủ mai táng Hạ Hầu Lam thì lão nạp cũng có bên cạnh. Hồng y nữ chớp chớp xong mục và nói, đại hòa thượng, người xuất gia không được bịa chuyện. Cuồng hòa thượng gật đầu nói, đúng vậy, lão nạp đâu dám bịa chuyện. Hồng y nữ nói, đột nhiên đại hòa thượng rời Phật giá đến Kim Lang này là vì? Cuồng hòa thượng nói, lão nạp nghe nói tứ đại hộ pháp của lãnh thiên trì đến Kim Lang tầm thù, nên vội đổ ách tiêu tai cho đồng ra, cứ vãn một trường huyết kiếp, nào ngờ. Hồng y nữ cất lời nói, không ngờ bị vị Hầu Sơn Phong kia đi trước một bước, dùng trá thuật đẩy lui tứ ma. Cuồng hòa thượng gật đầu nói, không sai, đúng là như vậy. Hồng y nữ nói, đại hòa thượng cũng cho rằng đó là trá thuật. Cuồng hòa thượng nói, lão lạp nghĩ rằng có khả năng như vậy. Hồng y nữ nhướng đôi mày và nói, tại sao đại hòa thượng không khẳng định chuyện này? Cuồng hòa thượng thản nhiên nói, chỉ vì lão nạp không tận mắt trông thấy chuyện đó. Hồng y nữ nói, tại sao đại hòa thượng không dứt khoát mà là không phải? Cuồng hòa thượng mỉm cười nói, thực sự vị hầu thí chủ đó không biết võ công, không thi triển trá thuật thì tuyệt đối không thể thắng. Đột nhiên hồng y nữ bật cười rồi nói, vậy đại hòa thượng khẳng định đó là trá thuật. Cuồng hòa thượng ngớ người dây nát, nhưng não vẫn tiếp tục tiếp lời, bình sinh não lạp thường như vậy, phàm chuyện gì không tận mắt trông thấy thì không dám khẳng định. Hồng y nữ cười nhạt nói, thế tại sao đại hòa thượng có thể khẳng định hắn không biết võ? Cuồng hòa thượng hơi giật mình, nhưng não nhanh trí đáp ngay, chuyện này à, vì não lạp cũng từng thử qua. Hồng y nữ ả một tiếng rồi nói, đại hòa thượng từng thử qua thật à? Cuồng hòa thượng cúi đầu nhìn xuống đất, khẽ niệm Phật hiệu, A Di Đà Phật, người xuất gia không dám bịa chuyện nói dối. Hồng y nữ cười và nói, chuyện này ta tin hòa thượng, nhưng lúc ngũ nhạc du hồn khoái bán thiên mai táng Hạ Hầu Lam, đại hòa thượng não có ở bên cạnh thật không? Cuồng hòa thượng gật đầu một cách chắc chắn và nói,